Tối 2 tháng 8, câu lạc bộ Hà Nội nối giải chuỗi bất bại ở V-League 2023 với chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng. Đáng chú ý, đội trưởng Văn Quyết tiếp tục chơi tốt với một bàn thắng trên chấm phạt nền. Từ khi trở lại sau án treo giò 8 trận, Văn Quyết không mất thời gian để lấy lại phong độ. Cầu thủ sinh năm 1991 in dấu giày và 4 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội, 2 bàn thắng, 2 kiến tạo, trong đó ở 3 trận gần nhất, trận nào Văn Quyết cũng ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội lập công. Tầm ảnh hưởng của Văn Quyết ở câu lạc bộ Hà Nội không thuần túy thể hiện ở số lượng bàn thắng hay kiến tạo. Tiền vệ mang áo số 10 giúp đội bóng thủ đô cầm nhịp và kiểm soát bóng tốt hơn, cũng như khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối thủ hiệu quả hơn. Khả năng di chuyển linh hoạt phủ khắp trên hàng công cùng sợi dây liên hệ chặt chẽ với những đồng đội quen thuộc như Hùng Dũng, Tuấn Hải, giúp Văn Quyết trở thành mắt xích kết nối khâu tấn công của câu lạc bộ Hà Nội. Những pha xử lý của Văn Quyết cũng mang tính đột biến cao, tiêu biểu là màn độc diễn đi bóng rồi dướn người dứt điểm tung lưới câu lạc bộ Hà Tĩnh, hay kiến tạo cho Tuấn Hải sút tung lưới câu lạc bộ Nam Định. Trong trận đấu tối 2 tháng 8, dù chịu áp lực từ cổ động viên Hải Phòng, nhưng Văn Quyết vẫn thi đấu ổn định. Bên cạnh bàn thắng trên chấm phạt đền, Văn Quyết còn chơi xông xáo, liên tục đập nhả phối hợp với Tuấn Hải, Hurlison Keun hay Milan Jevetovic để tạo ra cơ hội. Trong đó đáng tiếc nhất là pha chuyền bóng như đặt cho Tuấn Hải dứt điểm trong hiệp 2 nhưng thủ môn Đình Triệu đã xuất sắc cứu thua. Dù vậy, 8 bàn thắng sau 10 trận, trung bình 0,8 bàn mỗi trận, chứng tỏ Văn Quyết đang có phong độ ấn tượng giúp câu lạc bộ Hà Nội giữ vững vị trí đầu bảng và nối dài chuỗi bất bại. Văn Quyết không chỉ giúp câu lạc bộ Hà Nội có thành tích ấn tượng ở V-League, mà còn giúp huấn luyện viên Philippe Chusier có thêm lựa chọn nhân sự. Ở đợt tập trung hồi tháng 6 để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Hồng Kông và Syria, Văn Quyết không góp mặt khi đang bị treo giò 8 trận. Tuy nhiên với thông số ấn tượng ở V-League, thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội đã sẵn sàng trở lại. Màn thể hiện của hàng công đang mang đến nỗi lo cho huấn luyện viên Chusier. Tuấn Hải mới ghi 5 bàn sau 17 trận, trong bối cảnh phải chơi giạt biên để nhường đất cho ngoại binh. Tiến Linh sa sút cùng câu lạc bộ Bình Dương mới có 2 bàn từ đầu giải. Văn Toàn, Công Phượng chưa để lại dấu ấn ở các câu lạc bộ nước ngoài. Còn Quang Hải chưa thể có bàn thắng hay kiến tạo cho câu lạc bộ Công an Hà Nội sau 6 trận góp mặt. Do đó, sự bùng nổ của Văn Quyết càng thêm giá trị, mang tới cho ông Chusier thêm một giải pháp chiến thuật. Văn Quyết không bén duyên với mẫu áo đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, khi tính từ năm 2018 đến nay, cầu thủ 32 tuổi hoặc không được triệu tập, hoặc có góp mặt cũng chỉ đóng vai phụ. Văn Quyết chơi tốt trong hệ thống kiểm soát bóng đã vận hành ăn ý nhiều năm ở câu lạc bộ Hà Nội, nơi tiền vệ số 10 là tâm điểm của phần lớn các pha triển khai tấn công ở trung lộ và cánh trái. Còn dưới thời ông Park, đội tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công. Các cầu thủ phải hỗ trợ phòng ngự, di chuyển không bóng nhiều hơn và xử lý nhanh hơn. Đây lại không phải thế mạnh của Văn Quyết, cầu thủ vốn mạnh ở khâu cầm nhịp và điều tiết.